ping pong bình đẹp phương ping pong qua anh muốn qua bên cùng một người. Hello, xin chào, ăn sống và để cho đi. Chưa nay không nhậu ăn. Chào mồm to. Sống để cho đi, ăn nói nhẹ tí, ăn nói là miệng cho nó tình cảm tí. Nói từ mồm nghe ghê đấy, ăn đâu phải là gốc Bắc đâu. Hơi tí là mồm nữa. Ăn nói là mình chúng ta ở miền Trung, chúng ta nói từ cho nó lịch sự tí là miệng. Chào miệng to nó hay hơn là chào mồm to. Đấy, rồi anh em vào muốn chia sẻ ít bàn bận nhá. Xe nhiều quá, hôm nay chia sẻ ít bàn bận. 5-6-70 ngàn. Sáng giờ đói, chia sẻ anh em ít bàn bận. Chúng ta tăng tốc lên nào. Ok, đúng rồi, chào miệng rộng thế là ok. Chúng ta phải dùng cái từ là miệng. Đấy, nói mồm nghe ghê quá mồm. Ok, thì hôm nay anh em vào, anh em muốn chia sẻ khoảng 15 phút về FI và 15 phút về showbiz đúng không ạ? Nếu anh em nào muốn chia sẻ FI thì Tuấn sẽ chia sẻ FI luôn. Còn anh em nào muốn chia sẻ về showbiz 15 phút thì Tuấn cũng có ít câu nói rất hay về showbiz. Showbiz thì sẽ là giới showbiz nhiều tiền và giới showbiz sửa xe. Anh ơi, lúc nào gọi chưa được, áp dụng chán quá. Rồi ok, sống để cho đi, ngủ đi, ngủ đi, chiều làm vài lon bia, cuộc sống như vậy thôi, Covid mà. Ngủ trưa đi. Chúng ta vào bật máy lạnh ngủ trưa đi. Thời tiết thì hiện tại đang nóng thì anh em bật máy lạnh trước khoảng 30 phút vào ngủ là vừa. Rồi chúc anh sống để cho đi ngủ ngon. Hai vợ chồng ngủ trưa ngon nhá. Rồi xin chào anh Hoàng Tuấn mượn Facebook anh em học ở đây ở live stream gắn thẻ Tay Ga thì Tuấn tí. Facebook Tay Ga thì Tuấn live stream sợ sống để cho đi để khóa like thì chết. Đây xe ở phía đằng sau. Thì hôm nay sẽ chia sẻ anh em bàn bận hay hay. Để lỡ mà chúng ta gặp phải ấy thì chúng ta biết đường để chúng ta xử lý. Còn nếu anh em nào ở trong này muốn đọc cái sơ đồ mặt tiền, Tuấn hoàn toàn chỉ cho anh em free để đọc tất cả cái sơ đồ. Thì đa số là chúng ta sử dụng cái sơ đồ xe Honda là nhiều. Sơ đồ thật sự nó dễ đọc cực cho toàn thể anh em. Nếu anh em nào thích. Rồi thì anh em muốn xem được những cái clip video hay thì chúng ta phải chia sẻ, bổ cho quả sẻ. Cái điện thoại này hay bị mờ do thì Tuấn mượn điện thoại của người khác, của anh em, nên nó không rõ được. Thì hy vọng anh em chia sẻ để sau này gặp chúng ta biết. Và thì Tuấn sẽ hướng dẫn anh em cắt đo kiểm luôn, nhiệt tình trên con IC. Và xe này bị cái gì. Trên 50 người, nếu dưới 50 người chúng ta chỉ là ngồi 8 cho nó vui. Được không nào? Chia sẻ bắt bận thì phải chết ngay, chứ không cần phải là sơ đồ mặt điện. Sơ đồ mặt điện xe này ấy thì không cần cả phải coi sơ đồ vẫn đọc được ra. Còn nếu anh em nào muốn đọc sơ đồ
Thì Tuấn hẹn anh em một ngày gần đây, chỉ tất cả đó là cái live stream free hết, không cần phải trong nhóm. Kể cả giới sửa xe, giới showbiz, giới không phải rửa xe thì anh em cũng đọc được hết sơ đồ. Cái này đủ trên 50 người chơi chia sẻ hết bài trên con xe này. Chỉ cần dùng cái đồng hồ và bóng đèn LED đo cũng ra bận. Không cần phải máy móc nào ghê gớm lắm thì chúng ta bổ cho quả xe. Nói ông đấy nha Dũng, nói ông ấy để cho ông biết. Luôn rồi. Alo. Đây. Một con xe ở đây mất nguồn hoàn toàn. Thì theo chúng ta kiểm tra có bao nhiêu bước ạ? Rồi cái này mượn thẻ, mượn Facebook, gắn thẻ, livestream chia sẻ, mất hết. Rồi khóa đang ở trạng thái on. Cái này mà không chia sẻ 50 người thì chúng ta chỉ là 8 chơi cho vui thôi, nói trước cho anh em biết, chứ mất công khỏi được mất lòng trước khỏi được lòng sau. Số lượng mà chỉ biết xem mà không chia sẻ thì làm sao mà chia sẻ qua này được, đúng không? Dù Facebook đó là ai nhưng thì Tuấn đã khán thể tay ga thì Tuấn, thì hy vọng anh em chia sẻ. Thế thôi, sẻ chia. Lỡ mai á mà gặp cái xe này khách hàng mang vào thì chỉ anh em có bao nhiêu bước cắt kiểm tra quy rở le cầu chì ok anh. Thì anh Thanh Nguyễn anh bảo quy rồi rở le cầu chì ok nhưng nó còn nhiều ở phía sau. Thì chúng ta sẽ đặt cái comment và chúng ta phải chia sẻ đủ 50 người xem, Tuấn sẽ đi từng nhịp một cho anh em. Nó sẽ là đầu tiên theo như anh Thanh Nguyễn nói, bình điện RLE 9 ở bên này rồi, và cầu chì tổng cho anh em luôn, sẽ làm theo những bài bước của anh em. Và đồng thời sẽ kiểm tra nguồn vào mát nuôi cho IC luôn, có bao nhiêu bước để chúng ta kết thúc. Được chưa? Bao nhiêu bước để kết thúc? Chỉ cần anh em chia sẻ mỗi người khoảng 2-3 nhóm nó tăng tốc lên ngay. Đó. Chỉ luôn cắt kiểm tra. Sau này gặp để chúng ta sẽ còn biết. Đó, dây dựa vẫn còn ok nhá. Ok chưa? Có anh em nào comment hay hơn nữa không? Chỉ free miễn phí
bao nhiêu bước. Đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng một cái đồng hồ. Ok. Kiểm tra đồng hồ trước khi đo. Điện thoại nó hơi bị mờ, không được nét cho lắm. Tăng tốc đi, đủ 50 người chơi. Anh em comment. Ok. Và dùng thêm một cái bóng đèn thử nữa cho nó an toàn. Sẽ đi kiểm tra từng bước. Mất hết luôn, xe này mất luôn cả bơm xăng luôn, mất sạch. Đó. Mất toàn hệ thống. Còi đồ luôn. Rồi. Mất như kiểu trạng thái IC đang chết luôn đấy. Mất hết. Mất như kiểu mà IC không có gì luôn. Anh em mà không bổ cho quả sẻ thì đương nhiên nó chỉ có tới đây là hết. Và tắt khóa và đồng thời ăn cơm và bật máy lạnh đi ngủ trưa. Ok. Mất hết. Và thử xem đầu tiên nó sẽ là cái bình điện coi nó có mạnh hay không. Chắc bị cục tình này không. Rồi, đầu tiên sẽ là thử cho chúng ta một cái bình điện. Coi mạnh không? Chắc mạnh cháy bóng ấy. Rồi, bóng đèn tốt. Sáng cực. Rồi, thì chúng ta loại trừ. Bóng đèn tốt. Một bước là bóng đèn tốt. Thứ hai chúng ta muốn thử cái cầu chì. Ok thôi, có gì đâu ạ. Nó bật nắp lên. Cầu chì tốt luôn. Cầu chì tổng nha. Rồi, ngon. Thì lúc này chúng ta loại trừ là bình cầu chì tốt. Nhưng vẫn mất hết hệ thống đèn đồng hồ táp lô. 30 quạt người coi, 50 người hiện lên. Mới có cái công tác là chúng ta mới đi tới bình điện và cầu chì. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi thêm một bước về IC và tiếp tục một bước gì nữa để chúng ta kết thúc xem xe này bị cái gì. 17 ngày người nữa thôi ạ. Nhanh lên để chúng ta nghỉ ăn cơm trưa anh em ơi, tăng tốc lên ạ. Dù gắn thẻ hay không là gắn thẻ thì số lượng anh em phải coi bổ cho quả sẻ. Tay nhấn like cho nó nhanh đủ người xem. Để tiếp tục chúng ta kiểm tra tiếp. Cái điện thoại nó hơi bị mờ nha anh em ơi, mờ quá. Thôi, có điện thoại livestream là được rồi.
Ơi mệt. À, thời tiết ở Bình Định này rất nóng nha anh em. Không biết là anh em ở khu vực anh em sao, ở đây rất cực kỳ là nóng. Chỉ cần dùng cái bóng đồng hồ, bóng led, bóng sợi đốt và cái đồng hồ này kết thúc cái bàn này luôn. Để tí nữa mà nếu ấy mà khó quá thì chúng ta lại phân tích sơ đồ mặt điện trên Averlux 211, 212 rồi phân tích dữ liệu. Cái quan trọng mục tiêu này hôm nay Tuấn hướng dẫn cho anh em ấy, cái mục tiêu là chúng ta phải làm được con xe chúng ta kết luận được cái ban bận này, mục đích để làm gì, báo khách hàng nó bị sao và cho khách hàng một cái tổng là hết bao nhiêu tiền, đó mới gọi là người ok nhất trong cái ngành dịch vụ sửa chữa xe máy này. Và chúng ta chẳng cần phải lên cái hội hè cuộc sống này chỉ vì hai đồng tiền bon chen đấu đá chửi bới với nhau, kể cả giới showbiz, kể cả cái giới sửa xe dầu nhớt đấy, thì người ta có tiếng tăm, người ta có tiền nhiều thì tất cả người ta có địa vị, bởi vì tiền bây giờ nhiều quá rồi người ta tiêu không hết. Thì bữa nay người ta dùng võ mồm để đấu đá trên các cộng đồng mạng, thì nhiều anh em nào đang khó khăn thì chúng ta hãy cố gắng luyện tập ôn để chúng ta thành công ở cái cửa hàng. Hãy làm cho nó tốt. Nhiều anh em nào tay nghề còn khó khăn, ít điều kiện, ít va chạm phu sang điện tử thì hãy làm tốt để kiếm được đồng tiền cho hạnh phúc của gia đình mình ấm no hơn, một ngày một tốt hơn, để cho con chúng ta ăn học ok hơn, hoàn hảo hơn. Đấy. Chứ chúng ta lâu lâu cảm thấy chúng ta xả stress thì chúng ta lên trên mạng để chúng ta xem võ mồm hết với nhau thôi. Còn là những trang nhóm hội hè mua bán trao đổi ở rất nhiều hội hè sửa xe phụ tùng, nhưng ở trong đấy có rất nhiều người không sửa xe, người ta vẫn vào trong nhóm để người ta hấu và xem những anh em chia sẻ những ban bận này là ban bận gì, ok không ạ? Và Tuấn chúc tất cả anh em hãy cố gắng học tập luyện để cho bộ não nó tốt hơn, để cho nó hoàn hảo hơn, để những con xe này thành công hơn. Đó. Còn cuộc sống này nói trắng luôn, chẳng có thằng nào ở trên Việt Nam này gọi là từ tốt, chẳng có thằng bạn nào là tốt đâu. Đấy. Tất cả là vì cái này hết. Xèng. Kể cả người bạn thân của mình cũng vậy. Khi một ngày nào đấy chúng ta đụng chạm tới cái vấn đề xèng tiền Bác Hồ thì đương nhiên nó cũng tan nát tình bạn thôi. Trên đời là làm như vậy. Cứ người tiền nhiều chơi tiền nhiều, người tiền ít chơi tiền ít, đó là quy luật. Chẳng có thằng nào tiền bao la mà chơi với cái thằng nghèo cả. Bởi vì cuộc sống này, bởi vì thằng lắm tiền chơi với thằng nghèo thì không bao giờ học được cái gì của thằng nghèo. Đấy, đời nó là thế. Nên thằng lắm tiền phải chơi với thằng có tiền để nó học được nhiều kiến thức, để nó kiếm được nhiều tiền. Người nghèo thì cứ muốn chơi với người giàu sang phú quý để học được cái hay, những cái tinh túy, để học được cái kinh doanh, để kiếm được tiền. Nhưng khổ nội ấy, khổ ở đây là học được nhưng chúng ta lại không có tiền đầu tư. Chúng ta biết ngay trước mắt là chúng ta đầu tư chúng ta thành công 100%, 95%, nhưng cái này không có. Không có cái này thì làm sao để đầu tư? Không có cái này thì làm sao mua được món đồ đấy để bán có lợi nhuận? Đúng không anh em? Đúng bổ cho quả sẻ. Cơm về rồi hả? Thôi anh cơm ngủ đi anh em. Đó là rõ ràng của cuộc đời này là như thế. Ok không? Nên chúng ta học để mà nhớ.
12, 13 người nữa thôi là chúng ta sẽ debo. Quay mặt lại nói chuyện với anh em tí. Facebook này mà ít người theo dõi thế. Cuộc đời này đơn giản như kiểu trên mạng xã hội cũng vậy. Như kiểu chị Phương Hằng với Showbiz và anh Hoài Linh. Còn cái giới giàu nhất hiện tại đang hot nhất ở là anh Tiến Bình Dương và anh Nam Trọng Đồ. Cứ bây giờ anh Tiến Bình Dương với anh Nam Trọng Đồ là ai tiền nhiều hơn là người đấy bụp. Cứ lên mạng livestream. Còn như kiểu mà cô Hằng vậy, cô tiền nhiều quá. Thì cô đấy cũng nắm được cái top của anh Hoài Linh. Thì đương nhiên cô Phương Hằng thì cô cũng đẩy Showbiz đi luôn. Bởi vì tiền nhiều quá. Quan hệ rộng quá thì đẩy cho nó bung. Đấy, bởi vì bên kia cũng có cái sai. Nên ở bên này tiền nhiều. Cứ vậy người ta đẩy thôi. Đó là quy luật. Còn anh Nam Trọng Đồ và anh Tiến Bình Dương cũng vậy. Đang rất nóng. Thì cuộc sống này nó chỉ có đá qua đá lại thôi. Tất cả cũng chỉ vì tiền. Tiền hết. Có gì đâu, 8 phút đó ăn gì. Đấy. Thế thôi. Và dạo này Showbiz đang nghe có vẻ là lại dạy online miễn phí. Có rất nhiều người bây giờ chúng ta lại áp dụng vào cái mùa Covid cô vang. Thì chúng ta có một tay nghề thì chúng ta không có tiền đóng góp cho xã hội cho cái mùa Covid thì chúng ta lại dạy online miễn phí. Đấy. Lại dạy online miễn phí. Rồi bán tài liệu đủ các cả điều. Không biết theo anh em suy nghĩ sao học online mà miễn phí thì có ngon không? Ngon không ạ? À? Hay là thì Tuấn lại dạy online miễn phí nhỉ? 100 người. 100 người cho anh em dạy online miễn phí chẳng hạn như vậy. Nó rất nhiều, ở trên cuộc sống này có rất nhiều chiến lược marketing. Cuối cùng để cho chuột chui hết vào trong cái lồng bẫy thế thôi. Và tất cả thiết bị máy chẩn đoán cũng vậy. Cứ ông này cạnh tranh ông kia, ông chia đá ông này, ông này múc ông kia, ông này chọn ông này. Nó chỉ là thế hết. Nên hy vọng ấy, cái anh em mà có tiền nhiều thì chẳng sao. Nhiều anh em mà sửa xe một ngày mà kiếm khoảng vài triệu ấy, thì chẳng sợ. Và đặc biệt nhờ nghèo nhất là nhiều anh em ngày nào làm mà sao mất ngày đấy ấy, thì mới khổ thôi. Còn thì Tuấn cũng nói ra thì Tuấn bán tài liệu cho anh em thì đương nhiên nó giá cực rẻ rồi. Nhưng thật sự những cái quyển tài liệu mang lại cho anh em ấy, anh em phải biết đọc và nghiên cứu. Bởi vì tài liệu thì phải có người giải. Đó là quy luật. Đó. Tài liệu mà không có người giải 2 người nữa, Tuấn sẽ chia sẻ anh em cái bán này 50 người thôi. Thế là được rồi, 3 người nữa. Đó, thì tất cả anh em nào mà điệu hiện tại mà đang yêu cái nghề phun xăng điện tử FI này, cái nghề giàu nhất của anh em mình, cái nghề mà đôi tay phải nát, cái nghề mà xã hội bảo, cái nghề mà người ta nói là cái nghề cuối xã hội này, người ta, nhiều người người ta có cái tính người ta nói nhiều rồi. Đấy. Và nói thẳng luôn, cái nghề này mà nhiều người ta nói là cái nghề chúng ta là cái nghề không có học thức, toàn là học chữ to thôi. Đấy, có rất nhiều người ta nói trắng cái nghề như vậy. Nhưng thật sự anh em nào còn yêu cái nghề này, chúng ta hãy mạnh mẽ lên. Và anh em nào đang khó khăn thì hãy chịu khó lên trên mạng. Chúng ta quan sát, chúng ta xem ai là đúng, ai là sai. Hay là chúng ta lại nghe những cái lời ngon ngọt, những lời ong bướm. Rồi chúng ta lại dây vào thì chúng ta lại lên đường hết. Sư phụ cái gì sư phụ? Đấy. Thanh Nguyễn bảo 8 phút đang hot đó. 8 phút đang hot là cái gì anh Thanh Nguyễn? Tí cho em xin cái link đi.
Tí 8 phút cái gì đang hot anh chuyển cho em cái link em vào em xem với. Còn bữa nào ấy cái Facebook của Tiến Tuấn để Tuấn dạy xong cái khóa ban ngày và online trực tuyến ban đêm, Tuấn sẽ chia sẻ hết tất cả anh em đọc sơ đồ mật điện. Nhớ không? Từng cái con cầu chì nó hay cháy, anh em phải kiểm tra từ đâu. Cái cầu chì tẩu nó hay cháy, anh em kiểm tra từ đâu. Cầu chì phụ hay cháy, kiểm tra từ đâu. Và đồng thời Tuấn dặn, Tuấn sẽ tiếp tục ra cho anh em quyển sách tất cả những cái dòng xe lôm côm ở đây. Và những cái con cảm biến chúng ta phải đo và kiểm tra giả lập như nào, có bao nhiêu bước, ghi rất rõ cho anh em từng bước một để phá những con cảm biến đấy. Trên xe có 6 con cảm biến, map số 1 chẳng hạn như vậy. Bị như vậy thì anh em phải dùng cái gì để giả lập. Giả lập không thành công thì anh em phải đo cái gì. Và cuối cùng đo thông mạch thì kết luận là cái gì. Sẽ ghi cho anh em 1, 2, 3 bước. Tiếp tục sẽ là cảm biến IAT, tiếp tục vẽ cho anh em luôn. Và kiểm tra cho anh em bao nhiêu bước khi xuất hiện cảm biến nhiệt. Lỗi lỗi là lỗi của Ngọc Trinh. Buổi sáng ra chúng ta phải hỏi Trinh ơi, Trinh à em ơi, xe của em buổi sáng ra nó có nổi cái đèn đỏ không? Hay là khi mà Trinh đi ăn sáng một đoạn bán kính khoảng bao nhiêu cây đấy nó mới nổi đèn đỏ, thì anh em mình phải kiểm tra như thế nào? Anh em hiểu không? Và rồi khi mà con xe của Trinh báo đèn đỏ ở trạng thái buổi sáng luôn thì chúng ta phải kiểm tra như thế nào? Ok. Anh Thanh Nguyễn bảo sao lại biết 8 chỉ là được 1 phút không thua. Tí anh em gửi cho cái link nào 8 phút hay là cái gì 8 phút phát ạ. Còn bữa nay anh em ở trên mạng bữa nay đang dục dịch online. Online miễn phí. Anh em phải hiểu rằng cái từ là miễn phí thì phải như thế nào. Đó. Chẳng qua dạo này thì Tuấn không còn sức khỏe tốt. Nếu có sức khỏe tốt dạy một phát 200 anh em online vào trong cái nhóm chơi một phát, nó phải full toàn tập. Đó mới gọi là online mùa Covid. Được không? Online nó có nhiều từ online. Online miễn phí, nó chỉ là miễn phí. Online mất tiền, nó sẽ là mất tiền. Đúng không? Cái gì cũng vậy, của cho là của ôi. Cái gì mất tiền, mất tiền nhưng phải mua xứng đáng. Nó y xì một miếng thịt vào buổi sáng, lúc nào giá nó cũng chân lật nhau vào buổi chiều. Anh em hiểu không ạ? Thịt ban sáng ấy, người ta mổ ra thì đương nhiên rất tươi. Rồi. Mà chúng ta lại tiết kiệm tiền, chúng ta lại đi ra đi vào. Chúng ta bảo 4 giờ, 5 giờ chúng ta xem miếng thịt này ngoài chợ người ta còn bán không. Nếu mà những cái quầy ở ngoài chợ vẫn còn bán thịt, đó là thịt ế, thịt ươn. Ví dụ buổi sáng chân lật nhau 1 ký thịt hơi, nó rơi vào khoảng tầm 100.000. Buổi chiều 80, tiết kiệm gì 20. Để khi mà về nhà chúng ta ăn miếng thịt, chúng ta nhai vào, chúng ta cắn vào, chúng ta phải cảm nhận được miếng thịt đấy còn ngon. Thời tiết hiện tại mà nóng như ở Bình Định này, 38-39 độ C thì thịt ươn rồi, thịt ướp đá rồi, ăn không có ngon. Về nhà lại tốn tiền, rất nhiều tiền mua gia vị để ướp, nhưng cuối cùng miếng thịt nó chỉ là hư vô. Rồi 49 người cũng ok, tôi chia sẻ ba này cho anh em luôn. Anh em nào muốn chia sẻ showbiz hay cái giới sửa xe này, chia sẻ có cái gì đâu. Bởi vì người ta nóng, người ta chia sẻ, nó đang hot thì đi Tuấn lại góp vài cái chia sẻ cho nó hot. Có gì đâu. Giới showbiz.
speed. Sao ăn tây A Xuân Dần? Ăn vào nó phải mút ăn nhỉ. À, hơn 50 người Tuấn xin phép chia sẻ. Rồi. Thì chúng ta khi gặp một con xe khách hàng mang vào ở tình trạng như sau: bật khóa điện lên, tất cả đồng hồ tắp lô không có điện, còi xi nhan không sáng. Anh em nghe cho rõ, và đặc biệt anh em yếu tay nghề. Còn anh em nào cao thủ vui lòng bỏ qua, nhưng thì Tuấn chỉ cái ban này nó chuẩn, không cần chỉnh đâu. Chuẩn lắm, yên tâm. Không có bố nào bóp được cái ban này của Tín Tuấn đâu. Rồi, xin chào Thanh Triều. Thật sự ấy, không phải nói xạo với anh em, những con xe này chẳng có cái gì cả. Không có một cái thứ gì ở chai này. Xe này thì may lắm, trên xe có khoảng 4 con cảm biến: IAT, TBS, oxy, cảm biến nhiệt, hết cảm biến. Còn cái xe bộ ba cảm biến thì đương nhiên nó sẽ có 5 con: oxy, nhiệt độ, TBS, cảm biến gió, cảm biến móc. Còn xe sai nó có thêm cảm biến gốc là 6 con, nát bét trên con xe. Báo lỗi đúng không? Nát hết. Cái quan trọng là một cái thông số đọc trơn tru hết, những cảm biến không sai lật, oxy nằm trong dài, tất cả đều là ok. Nhưng xe đấy với là bị bật, đó mới gọi là khó. Và nhiều con xe anh em bảo gì mất garanti, không chỉnh được, lấy tô vít ngoáy không được, mở tè lai hạt me, nhưng chỉnh vít gió nó là ở cái đôi tay. Ok, tay đẹp không ạ? Đẹp chứ, pitch là phải có garanti. Thế còn cái gì nữa để không chia sẻ anh em? Thì nhiều anh em cứ bảo cái ban bận này gọi khó lắm. Bởi vì những người dạy anh em nghe nó cao sang. Đấy, nó cao sang. Rồi, ok. Trên 50 người. Thì lúc này chúng ta sẽ kiểm tra chân số 1 là nguồn 12V nuôi cho AC. Và chân số 10 là mát, xem có không. Bởi vì bình điện, cầu trì, ok. Xin lỗi tất cả anh em, do điện thoại này nó hơi bị tối. Tôi sẽ cho cam nhỏ lại. Rồi, chúng ta sẽ rút IC ra. Mở khóa điện. Kiểm tra 12V và chân số 1. Rồi, có. Tuyệt vời. Vậy bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra là mát. Chuyển cái kẹp này vào dương ắc quy. Ok. Tuyệt vời. Tại sao nguồn mát đã vào IC nhưng tất cả nó đều là mất? Nhớ. Tiếp tục kiểm tra số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5V xem có chạm ra mắt sườn không. Rồi, thì ở đây không có tài liệu, hy vọng cắm đúng dây, không đúng thì tra tài liệu. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra đồng hồ ở trạng thái thông mạch. Rồi, OCK, KCO. Rồi, chết rồi. Nguồn 5V lại thông ra mát thì đương nhiên nó sẽ bị mất hết. Nếu cái nguồn 5V này thông ra mát này ở trạng thái mở khóa điện lên lâu thì đương nhiên nó sẽ ngủ IC. Đó, nhanh không? Nó chỉ là tích tắc. Những đôi tay của anh em hy vọng cầm cái kim như thế này này để chúng ta đo. Đo cho nó chuẩn. Đây. Dí vào thế này. Nhớ đồng hồ đang ở thông mạch chuyển qua DC. Ra mát sườn. 12V căng đét. À, cái quan trọng là chúng ta phải làm nghề là đôi tay. Đôi tay nó chiếm rất nhiều. Mồm nó chỉ là đi hót thôi. Mồm là để đi hót để kiếm tiền. Mồm là để xử đối thủ.
Còn quan trọng là nó phải là tay. Rồi, ok. Kiểm tra đồng hồ, xem đồng hồ của mình có chất lượng hay là không. Đấy, tiếp tục đây. Đấy, 5V không được thông với mắt sườn. Thông mắt sườn thì hiện tại ấy, nó đang bị chạm mát ở đâu. Chúng ta phải dò dây từng phân khúc để chúng ta tắt cho nó không dính vào mắt sườn. Ok không? Đó, ok không? Nếu mà cái nguồn 5V này nó không thông với mắt sườn thì con IC này lên được. Còn nó thông với mắt sườn như vậy, nếu chúng ta cứu sớm thì con IC này nó sẽ sống sớm. Rồi. Rồi bây giờ tiếp tục đo cái nguồn 5V. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ dò dây con nó chạm ở đâu và chúng ta cứu lại con IC này coi sống không. Rồi bây giờ sẽ cho anh em đi dò dây. Thì Tuấn sẽ làm cái mô phỏng cho anh em ở cái trạng thái gặp tình trạng như thế này để chúng ta biết đường chúng ta vào xử lý cho em đẹp. Được chưa? Đang bị chập nguồn 5V ra mắt sườn. Chúng ta sẽ đi dò dây. Rồi. Hết. Được không ạ? Không bị chập nguồn 5V nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ lắp vào IC và chúng ta sẽ xem chúng ta có cứu kịp thời không, hay là khách hàng người ta ở nhà bật khóa điện quá lâu. Oh, ok. Bật khóa đi. Chúng ta sẽ cắm IC vào xem sao. Kịch. Đấy. Chúng ta sẽ nhìn lên đồng hồ tắp lô xem IC này có sống không khi nó bị chập nguồn 5V ra mát. Lên. Chúc toàn thể anh em thợ máy thành công trong cuộc sống và trong lĩnh vực dầu nhớt. Hãy cố gắng làm con xe bất bận làm sao cho nhanh. Hãy chịu khó học thuộc những cái con cảm biến này đi. Nó chỉ có 4 cảm biến thôi. 1, TB2, nhiệt độ 3 và oxy là 4. Còn cái van cầm chừng nhanh này nó chẳng là cái gì cả. Đó. Chúng ta nghĩ nôm na nó y xìm cái e điện thôi. Ở trạng thái động cơ dưới 40 độ C, khởi động IC cấp mát cho nó thì đương nhiên nó sẽ hút than từ và gió vào nhiều. Còn anh em nào hay bị òa ga thì chúng ta cô lập lại luôn. Và đồng thời chúng ta la cho cái lò xo này nó giãn ra để nó không hút được vào, luôn luôn nằm ở trạng thái đấu thì con xe này sẽ không òa ga. Khi anh em không có điều kiện mua thiết bị máy bấm tít 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 đấy, tít tít, ok không? Thì hy vọng một ngày gần đây chúc tất thể anh em hãy cố gắng chịu khó xử lý những cái van này xem để nhớ vào. Cứ vậy múc thôi. Không cần phải lên trên mạng. Anh em ơi, mình phải đo như thế này mà vẫn không ra bật. Bởi vì trong ý tưởng của anh em chỉ có là 50-50. Hồi giờ anh em ít va chạm với phun xoay nguyên tử. Nhưng đo như vậy thì anh em phải kết thúc sống hay là chết. Bất kỳ một con IC nào nếu anh em biết đo thì đương nhiên phải chết. Biên chập 5V là được rồi, lại chập ở đâu thế? Chập trong bó dây điện thì chúng ta phải tắt ra từng khúc phân đoạn để chúng ta đo. Sổ đâu mà ký được nhiều hả Duy Cường? Đâu có dễ ăn đâu, xã hội bây giờ khó lắm, không phải là dễ xúc đâu.
khi mà làm bất động sản ra sân chơi mới gọi là nghiệt ngã, bởi vì tiền nhiều người ta đập phát chết ngay đấy, đúng không ạ? Tiền ít thì chỉ có đi sau thôi, ăn hôi. Alo, giờ về đấy, giờ tay về. À, có chập 7V hay 8V thì em thua. Vợ gọi ăn rồi. Tay ga. Mà em tay ga Xuân Dần cái gì cũng biết nhở. Tay ga Xuân Dần thì giỏi lắm. Rồi, buổi trưa không làm phiền anh em. Bây giờ cũng là 1 giờ chiều. Chúc toàn thể anh em thợ máy thành công tốt đẹp. Còn online miễn phí thì Tuấn bảo rồi, không dạy được. Nào, cứ để cho tất cả anh em thiên hạ làm gì thì làm, online thì Tuấn sẽ không dạy được. Nói vui thôi, không có sức. Không có sức. Bởi vì thật sự để mà nói này, thà online để Tuấn giảm giá cho anh em ấy, dạy nó bài bản thì thế dạy cho anh em, hoặc là bữa nào ok anh em mua tài liệu Tuấn tặng online cái mùa Covid này cho những anh em nào cực nghèo. Còn anh em mà xây cái nhà có khoảng 2-3 lầu mà cũng học online miễn phí thì no shit. Đó là chúng ta lạm dụng đấy, chứ không phải là Tuấn như người khác cứ đưa anh em ào vào trong nhóm được. Nhiều cỡ tầm cỡ đại gia, và vừa rồi Tuấn đi Hà Nội có rất nhiều người ta trả vờ là khổ nhưng trong tay ôm tới 10 tỷ, chỉ cần trong tay 1 tỷ thì đã là có tiền tỷ rồi. Còn nhiều người cầm 10 tỷ, 20 tỷ nhưng người ta vẫn trả vờ là khổ, người ta vẫn trả vờ là nghèo. Cuộc sống là như vậy, người ta ăn so, người ta so đo, người ta tính toán, người ta chi ly 1.000. Thì những thành phần như vậy Tuấn sẽ không bao giờ đưa vào nhóm online. Hy vọng chuẩn bị kế tiếp, nếu ok dạy xong khóa online trực tiếp và dạy xong tại cửa hàng này, anh em mua tài liệu có tặng nhóm học online, và đồng thời mua cái bộ kiểm tra LED. Nhưng thật sự là phải nghèo, Tuấn dạy khác người ta đấy, không phải là người ta mở một cái nhóm người ta cứ đẩy ào vào tiền tỷ mà cũng đưa vào. Đó là những người đó lạm dụng, lạm dụng của những người nghèo không có khoái. Nên thì Tuấn không thích là cái từ online miễn phí đấy. Được không? Tay ga Xuân Dần đấy. Nhiều bố trong tay mẹ ôm tiền tỷ vẫn so đo hàng ngàn, mẹ vẫn bớt hàng ngàn. Nó như kiểu mà tôm cá ngoài chợ ấy. Chị ơi, bao nhiêu cân thịt? Chú ơi, sáng giờ chị chưa mở hàng, thịt chị tươi lắm, 80.000 một cân. Trời, bán đắt thế, 60.000 một cân, có mua được không? Cái giọng có tiền tỷ như vậy hay là vứt, đúng không? Đấy, cái giọng điệu mà có tiền tỷ ăn nói như vậy thì mày biến luôn. Cuộc chơi này nó phải là như thế. Còn showbiz có nhiều tiền thì người ta cứ múc nhau, còn cái giới sửa xe cứ múc nhau. Trên đời thế thôi. Bữa nào sẽ viết câu chuyện cho anh em tiền nhiều múc nhau đấy. Cái giới sửa xe trong tay ôm có khoảng 10 tỷ đổ lại cũng múc nhau đấy, múc mồm hết. Còn cái giới này bảo cái máy này bản quyền, cái tài liệu này bản quyền, nếu mà Điền Tuấn mua được ở trong tay, ở trong của Điền Tuấn thì chẳng có cái gì là cái từ bản quyền. Thích thì mang đốt, thích thì mang đọc đấy, anh em hiểu không? Có tiền thì mua, không có tiền thì há mồm đấy. Với Điền Tuấn ở đây là không bao giờ bản quyền, nếu mà thích là chơi, nó phải có rõ ràng, bố mày bỏ tiền ra bố mày mua tài liệu chẳng hạn như vậy. Về nhà thích thì có quyền sửa, đố thằng nào trên mạng bảo cái tài liệu này hoặc là cái chữ này của tao, đố thằng nào trên Việt Nam này mở miệng luôn, còn dám cam đoan như vậy.
nếu tài liệu đã bán ra ngoài, đó là của người ta. Chứ đừng có bảo tài liệu này bán cho em, đừng có photocopy. Đừng photocopy thì đừng có bán. Để gối đầu lại hoặc là để lót đít. Tài liệu mà 500k giống vừa rồi của cái ông gì mà live stream tài liệu mà của gì gì Nguyễn Lusro gì đấy, toàn cái thằng đặt cái Facebook Tuấn đọc không ra, bởi vì thì Tuấn lại quá dở về tiếng Anh, tiếng Việt nói còn chưa xong, Lusro gì Nguyễn gì đấy, Lucio. Lucio mua về nhà chỉ có lót đít đấy, bản quyền mẹ gì. Cái nghề sửa xe này lo làm tốt kiếm được ít đồng tiền, cứ thằng thầy nọ múc thằng thầy kia. Thằng có quyển tài liệu này, ôi tài liệu của mình nghiên cứu 5-7 năm, 5-7 năm thì gối đầu, 5-7 năm thì kiếm một cái thằng nào ruột của mình hết, tất cả Việt Nam này kiếm một thằng nào là đại tử ruột mình bán ra tài liệu này khỏi mất. Anh em hiểu không? Đây. Bán ra kiếm những cái thằng nào đệ tử ruột, thằng nào cũng muốn kinh doanh có lợi nhuận, mày hy vọng bán càng nhiều thì càng tốt. Kể cả bộ tài liệu là kiếm 20, bán 10 bộ thì có 200, bán 100 bộ thì còn có 2 triệu, bán nhanh có người mua để kiếm ít tiền. Nên nhiều thằng lên mạng nó sủa, nếu mà thằng nào mà mày chỉ cần bốc phốt thì Tuấn ở tài liệu này của nó, thằng nó chết ngay. Live stream 3 ngày 7 đêm live liên tục khủng bố nó ngay. Đó là mình chia sẻ câu chuyện cho anh em, hãy tin ai là đúng để mà chơi. Và mua tài liệu thì đừng có mua một cái thằng lông công trên mạng mà nó photo mờ kịt. Nhiều thằng mà nó đi photo lại nó bán đấy, mờ tít tít tít, không đọc được cái gì. Những cái thằng đấy là mấy thằng nghiện xì ke, anh em hiểu không? Nó không có tay nghề gì, nó không có cửa hàng gì. Đấy, nó chỉ có liên trộm tài liệu ấy để nó bán. Bởi vì sao? Thằng ấy nó đang bị chơi thuốc. Đấy, thằng ấy đang bị ngáo đá. Mua tài liệu không phải về riêng bản thân thì Tuấn, anh em quen biết ai trên mạng cứ mua. Đấy, người nào có tóc mua. Đấy, như kiểu mua Mạnh Vũ ăn tài liệu, ăn đang bán đấy, ủng hộ ăn Mạnh Vũ nhiều vào, mua tốt vào. Đấy, có gì đâu, đúng không? Đấy. Nhá, Tiến Giáp, mẹ còn riêng ăn mà mua tài liệu này ấy. Thằng nào bảo bản quyền đấy, mẹ bố nó không dám kiện. Đó là từ mình nói cho vui thôi. Cái giới sửa xe này có cái gì đâu, lo mà làm hot cho nó ngọt khách hàng vào, lo mà gạ. Đấy, tư vấn làm sao cho tốt, làm con xe đừng bị ăn hành, kiếm được nhiều tiền, nhét vào cái túi này này, cho nó ok là tốt, được không ạ? Đó là chia sẻ bản tính thì Tuấn, nó phải thẳng như vậy, chẳng có ngán thằng nào hết. Đấy, thích thì live stream, cứ nói từ đây tới chiều, không bao bể rộng, nói từ đây tới chiều. Được không? Đấy. Nói về như cô Phương Hằng ấy. Đấy, nói người ta like tới 3 tiếng như vậy, like luôn thôi. Mà Facebook người ta tiền nhiều, người ta không bị like, không bị chặn. Còn cái giới sửa xe như này, hơi tí like phát là chặn, đúng không? Thầy Mạnh Vũ, Vũ Mạnh, mày hơi tí nó chặn like mày ngay. Tối dậy kiếm tí cơm của anh em vẫn bị chặn like. Mày nên phải Facebook, phải lập ra phải 20 Facebook, mua 20 cái sim, mua 20 con điện thoại. Vậy là chặn Facebook này, mình chơi Facebook khác, 20 điện thoại mà đầu tư như vậy thì tiền nhiều quá anh em ơi, không chơi được. Được không? Rồi, buổi trưa nay mượn Facebook của người anh em ở đây like gắn thẻ, like ga Điện Tuấn nói chuyện tam quốc diễn nghĩa. Và đặc biệt vừa nãy đã chia sẻ anh em cái ban bật để y mất tất cả, chúng ta kiểm tra nguồn vào IC, vào mát, và đồng thời kiểm tra nguồn 5V xem có thông ra mát hay không. Chúc toàn thể anh em thợ máy thành công, nhưng đừng để tiền rơi. Bởi vì trên mạng này ấy, bây giờ người ta răng lưới nhiều lắm. Đấy, lưới nhiều lắm, né ra khéo lại dính vào lại khổ. Và kể cả những cái thằng bán nồi côn luôn. Hôm nay là có một người anh em học viên gọi đi Tuấn, mẹ nó giới thiệu nồi côn này hết gợn, hết dung dật, về nhà ăn lắp cho khách 3 ngày, khách quay lại bảo mẹ nó gợn như gì ấy mày. Mày quảng cáo bốc phét, lắp cho ăn xong về nhà ăn, chở vợ ăn, đi ra phố chơi, đi đường cao tốc, mẹ vợ ăn bảo xe mình bữa nay bị gì ăn nhở.
Thế là con vợ nói thằng chồng ăn cứ đi sửa lung tung. Xe của mình hồi giờ có bị bao nhiêu đâu, em ngồi sau bình thường, chứ đâu phải hôm nay là em không biết đâu. Thế là ngày mai mày chết với bố mày. Ê, nồi cơm ngon thế à, mẹ vợ ta ngồi sau nó bảo cả gợn ra. Ê, trên đời thế là thôi. Nhưng anh em có gì đâu mà ngại, những cái thằng mà bán nồi cho anh em ấy nó chạy không được, anh em trả lại, đúng không? Nên nhiều lúc anh em nghĩ rằng ngại, ừ, mua của nó ngại, 5, 7 bộ, 10 bộ không dám trả, có cái mẹ gì đâu không dám trả. Ê, ta mua nồi mày giờ chạy các hàng kêu trả mày lại, không trả mà nó bảo mẹ mày mua rồi thì thôi, ở đây tao không cho trả. Live stream không có thì cho thì Tuấn 50 ngàn, thì bạn Tuấn like dùm cho nhá. Ok, la đầu anh Tuấn ơi, máy canh của em xong rồi. À, cái đó để gửi đi nâng cấp miễn phí anh em ơi, để đầu tuần đi cứ học xong rồi cả nhá, rồi gửi cái máy đi nâng cấp miễn phí, không mất tiền đâu, không mất ngàn nào hết. À, lấy cái bản mới tí free, có gì liên hệ sau cánh gà ấy, nói ở đây lộ hết nhá. Rồi ok, cái gì vặt đường ăn tay gà sườn em, mà một ngày ở đấy nếu mà thật sự cuộc sống em mà cảm thấy nó ok, nó đạt tới cái ngưỡng mà hồi giờ em luôn mơ nhá, luôn mơ luôn ước, thì có thể nó gọi là từ bão về FI, bão về máy bấm tít tít. Máy em ở đây không có nhiều, khoảng 30 con, em chụp em like hết em để máy sát sát nhau like hết, nhưng chẳng có thằng nào bảo máy này tại sao để cùng máy này, bởi vì tôi có tiền tôi mua, tôi thích để đâu thì tôi để. Ê, cuộc sống là như vậy anh em hiểu không, có thằng nào cho đâu, nóng lắm anh em ạ. Có thằng nào bán máy bán cho không, có nào bán nợ không, mẹ mày ra bông hết, nổ tài khoản con, bố mày chuyển máy, nổ tài khoản con, thiếu 1 ngàn cũng phải nổ. Trên đời này nó là vậy đấy. Nên hy vọng mình chia sẻ với anh em nào tiền ít, tư duy hạn hẹp, hãy cố gắng biết ai đúng và sai. Còn mua đồ thì mua cái thằng có tóc thì anh em mình nắm nó lại. Bây giờ anh em lên mạng mua cái thằng mẹ đầu chọc lóc, mẹ nó làm sao mà ôm cái tóc như thế này, ôm tay ga thì Tuấn rồi còn được này, ôm bên kia ôm đâu nó trượt mất đấy. Và nhiều anh em có cái tiếng nói hơi bị ngại, có cái gì đâu mà ngại, đúng không? Mất tiền thì nó phải xứng đáng, không xứng đáng chúng ta phải lên tiếng. À vừa rồi cái gì nhỉ, à, 2 ngày nữa, 2-3 ngày vừa rồi đây tôi gặp 2-3 anh em ở đây học online thì mẹ 500 nghìn. Tôi thấy ở trên mạng có nhiều người dạy online 500 nghìn thì mẹ các bạn chỉ có mờ quýt mới hiểu, mẹ có tờ học online mà chỉ có tờ này. Tôi nghe anh em đấy có người giảng online trong vòng khoảng 10 ngày 20 ngày gì đó, chuẩn bị bữa nay ở Việt Nam nhiều người mở online, thì mẹ cứ nghĩ rằng chúng ta lấy một tờ này ra chúng ta được vô vàn kiến thức trên đời này đâu dễ thế đâu. Và đặc biệt nhiều anh em ấy có gì có tuổi rồi cứ nhồi nhét mấy cái kia vào ấy thì chỉ có ngủ đấy, ngủ đi ăn khi ăn buồn ngủ ăn tỉnh ngủ rồi ăn dậy học tiếp. Trên đời mà học online tờ này hả, tờ này online trực tuyến ế thì no. Còn anh em thích tới đây Tuấn mời tới đây bơi dàn xe giống nhiều thằng nó kinh doanh nó bán tài liệu nói trắng ra luôn, vẫn chẳng mua tài liệu. Nhiều thằng bán tài liệu tập 1 một tờ con, tập 2 nhiều thằng nó viết tài liệu mẹ như kiểu đóng phim. Ê, ở trên mạng có rất nhiều anh em vẫn lao đầu vào mua tập 1 tập 2 tập 3 tập 4 tập 5 cho tới tập 10. Mẹ cái nghề sửa xe này bán tài liệu diễn như kiểu bộ phim. Phim này 10 tập. Anh em ơi, phim của mình viết ra, đạo diễn tay ga Xuân Dần, biên kịch,
Dần Xuân Tay Ga 30 tập. Cứ một bộ nó bổ anh em khoảng 3 đến 5 lít. Thì anh em mua tài liệu xong thì anh em kiếm thằng nào dạy họ phun xăng điện tử tốt đi học tra nó một khóa. Này thì ốc nó nằm ở vị trí này, động cơ nó nằm ở vị trí này, nhún biết lắp này, nhiều cái thằng ấy phải nó ngồi không, nó chỉ có nghiên cứu tới đấy thôi. Vít này, căn xúc bắp này này, bao nhiêu rem, bao nhiêu ly này, bít tông này, cuối cùng mới ông mua về, mới ông tẩu quả nhập ma hết. Mẹ cái giới phun xăng điện tử này, vài cái thằng bán tài liệu mà nói trắng luôn, mà mẹ vài cái thằng giày phụi phun xăng điện tử, nó phải hiểu rằng tư duy của con người có ai là tốt, ai là không. Thế thằng nào đầu nó có hói hay không, thằng nào tóc nó có dày hay không, thằng nào tóc nó có bạc như không, thằng nào tư duy kém hay không, cứ phải nhồi vào. Thì mấy ông cứ để thì mẹ tiền rơi hết, vỡ mồm, về nhà vợ chửi cho là đúng thôi nhá. Ok rồi, tâm sự tới anh em tới đây là hết rồi. Tuấn chẳng có cái gì mà ngại, ngại thì chẳng bao giờ được như ngày hôm nay. Đấy, người ta xỉa mình hết rồi. Tay Ga Sao Dần bữa nào thích ăn tặng chú vài bộ, ăn tặng chú 20 tập, chuẩn bị ăn cũng viết chuyện. Mẹ bán tài liệu đấy thì đừng có nói là viết tập, phải cái từ nói anh em ở trên mạng. Mình là Tay Ga Điện Tuấn, chuẩn bị viết chuyện cổ tích cho anh em, dài full 20 tập, từ tập 1 cho tới tập 20. Đừng có bảo là tài liệu này, tài liệu kia. Đấy, cái này chỉ có để anh em tiền ít, đừng để rơi. Và những anh em tiền nhiều, đừng có lợi dụng những cái ông mà ví dụ như Điện Tuấn hoặc là nhiều anh em khác giảng dạy. Đấy rồi, chúng ta có tiền, chúng ta tiếc gì tham gia khóa học, đừng có lợi dụng. Cuộc sống này vừa rồi, nói luôn câu cuối, có nhiều anh em đi mượn mẹ cửa hàng khác, không đưa bảng hiệu chụp. Đây Tuấn ơi, mình khổ quá. Thế là vô tình thì mẹ đợt sau gặp mẹ ở cái nhà biệt thự, dinh thự 3 lầu. Mẹ trong nhà toàn gỗ không, phét lát. Mẹ đời giàu gì 1 triệu, 2 triệu anh em. Đừng làm cái tật đấy xấu. Bước đầu tiên bảo anh ơi, chụp cho em xem cửa hàng. Ok, ngày mai anh chụp cho chú. Mẹ đi chụp chuồng lợn ở đâu, vài tháng sau mẹ nó ở dinh thự. Thế hỏi bà tại sao nhà anh giàu thế. Mẹ làm bà làm câu, chú ơi mẹ đời ăn sướng thế mới trúng biển lốp, làm mẹ gì mà dễ trúng biển lốp thế. Đúng không? Tay Ga Sao Dần, mẹ nhiều người nó nói nhanh lắm, nhưng để xử lý với Tay Ga thì Tuấn thì hơi bị nhiều người chưa đủ đẳng cấp. Đừng có phét lác, chỉ cần ọc ạch và phát là xử lý ngay. Em ơi, mẹ ăn mới trúng biển lốp, kéo đâu mới tháng tôi chưa gặp ông mà trúng biển lốp nhanh thế. Rửa tay về liền đây. Ok, vợ hờn rồi, vợ bảo từ bấy tôi gọi ông mà ông cứ mãi live stream, bây giờ ông chọn tôi hay chọn anh em trên cộng đồng mạng. Thì bây giờ về nhà năn nỉ vợ cho anh sorry. Rồi, xin phép anh em clip video tới đây xin phép được tạm dừng. Chúc toàn thể anh em vui vẻ nhá, yêu đời. Vợ điện. Ok, giờ về nhà ngủ cái, nó mát. 3 giờ dậy, ra ngoài dạy anh em 6 giờ nghỉ. Ngày thì dạy 5-6 tiếng thôi, dạy ít, hiểu nhiều.